Ok, bây giờ Ben đã thấy khỏe chưa? Thế rồi. Ben thấy không cãi lời tiên cá mà nghe lời tiên cá thấy khỏe mạnh ghê chưa? Ừ, khỏe rồi. Phải ngủ một đêm đã hết bệnh ban rồi đúng không? Dạ đúng rồi, bây giờ mình lên xe đạp đi tiêu. Bây giờ Tiêu sẽ chở cho Ben đi ăn một món nữa rất là bổ, sẽ giúp cho Ben hết bệnh ban. Là cái gì? Mà Ben biết bệnh ban từ đâu ra không? Từ việc Ben ăn thịt heo, nó tích tụ độc tố trong người đó, nó nổi người đỏ lên giống như con heo vậy đó. Tất cả những người ăn thịt heo đều sẽ bị bệnh phát ban đỏ do bị dị ứng dưới thịt heo và nhiễm độc trong thịt heo. Ok, bây giờ mình sẽ đi ăn ha. Bây giờ Ben sẽ ngồi lên cái thanh ngang này, tôi chở đi. Chúng ta biết tại sao chúng ta đi xe đạp không? Để bảo vệ môi trường xanh. Chính xác, chúng ta phải có ý thức như vậy. Rồi bên ngồi lên ngang đi, rồi tôi lên luôn. Khóa xe. Ủa bên không biết ngồi hả? Bên ngồi một bên thôi bên. Ok chắc chưa? Rồi cầm vô. Ôi luôn. Tươi xanh rộng lên. Bạn giống như chị My bữa trước là phải quay gì này đúng không anh đi ơi? Sao bạn không quay mình từ xe máy
vừa không tốt cho sức khỏe mà vừa hại cho động vật đau đớn. Vậy chúng ta có nên ăn mặn không nè, vừa hại cho động vật nè mà vừa làm hại chúng ta bị bệnh nữa nè. Đúng rồi đó, mà làm cho chúng ta bị bệnh thì chúng ta ăn mặn làm chi? Đúng rồi. Đúng không các bạn? Chính xác. Thì cây xanh rất là đẹp luôn, và các bạn thấy không, ô nhiễm quá luôn á. May là cái đường này hôm nay bên đi không bị, chứ gặp cái đường Võ Thị Sáu rồi Điện Biên Phủ rồi ban tháng 2 mình lúc buổi chiều đi rồi các bạn biết lắm đường kẹt hết trơn á. Hôm qua biết sao các bạn, tôi ôn á, tôi từ Mai ở lúc qua người ta đi kẹt xe ô nhiễm môi trường tới nổi luôn á, mà bên đi thu mấy tiếng đồng hồ mà từ Mai ở lúc mà tôi không thể nào qua quán ngộ được luôn á, tôi qua phải đi qua trễ luôn á các bạn, các bạn biết không? Rồi bây giờ chúng ta sắp đến quán nhà hàng chay Sân Mây rồi đó Ben ơi. Bây giờ nếu các bạn đi chuyển gấp hoặc là các bạn muốn đi gấp thì các bạn đi xe buýt, còn các bạn thông thả đi bình thường dư thời gian thì các bạn sẽ nên đi xe đạp, chứ đừng đi xe máy hoặc xe mô tô rồi xe ô tô tùm lum hết trơn á. Xong rồi còn đó đi. Chút xíu mà cũng phải đi xe máy nữa. Để làm chi, để phá hoại môi trường. Chừng là chúng ta đi xa đi đâu mà làm gì có ích kìa. Đi xe máy thì đi xe máy để chở đồ như vậy thì còn được, còn đi bình thường đi chơi đi xe máy làm gì, đi xe hơi cho nó sướng. Đây các bạn, bây giờ mình đang vào quán của Sân Mây. Tiếu xào của Tiên Cá, còn đây là món hủ tiếu chay của Người Cá. Đấy, các bạn thấy không? Ngon là ăn chung mà. Ăn chay thiệt là ngon và thơm. Tại sao chúng ta phải ăn thịt động vật để biến cái bao tử mình trở thành nấm mồ, nghĩa địa chôn thay của động vật? Càng ăn thịt động vật, các bạn sẽ càng phát triển nỗi sợ hãi trong tâm hồn của mình. Lúc nào các bạn cũng sợ chết, sợ này, sợ kia, sợ đủ thứ. Đó là lý do mà tôi định hướng tất cả các đệ tử của mình ăn chay. Ăn chay vẫn khỏe mạnh mà. Lấy tôi ôn làm bài học, làm kinh nghiệm cho các bạn nha. Tôi ôn ăn đây. Đừng nghe lời mọi người nói là ăn chay có hại cho sức khỏe, không có đủ sức để làm việc, mà ăn thịt động vật là một sai lầm lớn đó các bạn ơi. Wow, một trái dừa ha anh, còn một trái nữa. Tôi hai trái á. Bạn uống nước dừa không cho nó mát trong người mới không còn ban. Ok, nó sẽ giải nhiệt cho Ben. Ok, thôi chúc mọi người buổi sáng ngon miệng. Ben có muốn nói chuyện gì với các bạn nữa không? Còn muốn cãi lời Tion nữa không? Mai mốt đừng dụ tiêu ăn hay thịt heo hay thịt gì nữa nghe chưa. Mà gia đình của Ben á, nó nói á là ăn chay á là không có đủ sức lại, là ai cũng nói cùng một mình. Vậy gia đình của Ben có mạnh hơn tiêu không? Có nín thở 5 phút dưới nước, có hít thở được dưới nước bằng miệng bằng mũi không? Cô dễ dàng giúp chị bên mệt chứ cô lắm luôn ạ. Tại họ vẫn còn là người thường, họ chưa thấy được pháp vi diệu của việc ăn chay. Đúng rồi đó. Ok, ăn đi Ben, không nói nhiều nữa nha. Tôi còn rất nhiều các sự kiện trong ngày hôm nay.
giúp cho thế giới từ bỏ được việc ăn thịt động vật, để biến trái đất này trở thành cõi tiên tiếp theo, nơi Tiun đã đi qua. Sao? Tiun ăn xong hết rồi, Ben ngồi hỏi Tiun hoài, Ben còn quá trời luôn. Ben cứ hỏi ông chủ quán sân mây hoài vậy. Là ông chủ này, ổng là đại đệ tử của thầy Thích Giác Nhàn ở trên quan tỉnh Thất Quan Âm á. Ổng làm cái này để ổng đi kiếm tiền, đi làm từ thiện, đi giúp cho chùa, chứ không phải ổng làm mở quán chai này ra ổng để kiếm tiền để ổng xài, giống như Tiôn vậy á. Đi làm kiếm tiền giúp mấy bạn nhỏ trở thành người cá, rồi lấy tiền nó đi thả thú, cứu động vật, bảo vệ thiên nhiên, chứ không phải Tiôn lấy tiền nó Tiôn xài. Lấy tiền Tiôn làm YouTube Tiôn cũng tặng lại cho các bạn là vậy á, chứ Tiôn không có xài ba cái tiền này. Cuộc sống của Tiôn là cuộc sống của tiên rồi, ăn uống sao cũng được, ăn uống thực chất để giữ cái thân này để làm việc thôi, chứ không có thèm muốn gì hết, hiểu chưa? Thành tiên là như vậy, thành người cá thì chưa hiểu được như vậy, nên cứ muốn ăn sao cũng được, ăn cái gì thấy khỏe, không mệt, không bệnh thì cứ ăn. Ông chủ sương mây là ông có đi làm gì khác không? Không, ông đi từ thiện không à, tại ông làm cái quán nổi tiếng rồi. Chính xác. Rồi. Thì phòng VIP mà. Ok, ăn đi Ben. Ăn đi, ngon không? Không. Không ngon hả? Không ngon, bỏ đi.